Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu, và hiện tại thì Quang Trường đang có mặt tại không gian của gia đình nhà chú Thành, nhà mọi người tại thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Trường Thành Audio và đặc biệt là Quang Trường sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn nha, một cái cấu hình bộ dàn âm thanh mà gia đình nhà chú Thành đã lựa chọn này, và được Trường Thành Audio đã tư vấn cho tất cả những giải pháp. Và trước kia cho quý vị và các bạn, Quang Trường chia sẻ thêm là gia đình nhà chú đã lắp đặt rồi nhưng mà còn thiếu một số sản phẩm quan trọng. Và ngày hôm nay thì chú đã nâng cấp thưa quý vị, nâng cấp thêm một chiếc loa sắt nữa là trọn bộ đầy đủ 3 way. Vậy cho nên là ngày hôm nay thì cũng có sự xuất hiện của Quang Trường tại đây và cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn nha. Chúng ta hiểu được chi tiết từng cái sản phẩm trong thiết bị. Và trong những cái clip mà Trường Thành Audio review và chia sẻ cho quý vị ấy, không phải chúng ta chỉ có hiểu là cái bộ dàn này nó có những cái sản phẩm nào đâu, và chúng ta cần phải hiểu tại sao Trường Thành Audio hay khách hàng lại lựa chọn những cái sản phẩm này. Đó. Và đây quý vị và các bạn có thể thấy trước màn hình của chúng ta thì với cái combo này nha, Trường Thành Audio phối ghép cho gia đình nhà chú Thành này là một cặp loa đến từ thương hiệu DT Dream Sound nha mọi người. Đây là model là loa D2000. Đó. Và trong cái hệ thống này thì chúng ta sử dụng hệ thống Pro chuyên nghiệp đa năng. Chúng ta có thêm một cái sự xuất hiện nữa của một chiếc loa sắt, hay chúng ta vẫn gọi nôm na là loa siêu trầm nha mọi người, DT Delta 115. Và đây là mẫu loa sắp bát 15 in hay là bát 40 hay 4 tấc, quý vị sẽ dễ hiểu hơn nha. Đó. Và những cái dòng sản phẩm này thì là một trong những cái dòng sản phẩm đã được khẳng định chất lượng này, uy tín trên thị trường. Mẫu mã thiết kế của DT Dream Theater sao thì chắc chắn rằng thưa quý vị rất khó nha để chúng ta có thể bóc phốt được hãng này, rất khó để chê, và chúng ta vẫn phải dành cho DT Dream Theater sao một con số rất ấn tượng nha mọi người, điểm 10. Đó. Từ thiết kế chỉn chu quý vị này, ví dụ như là chất lượng tốt rồi là một cái điều kiện tất yếu của những hệ thống loa, nhưng mà thiết kế đẹp, chỉn chu, dùng những nguyên liệu vật liệu tốt nữa, và toàn bộ là cái nước sơn nhựa nha quý vị, chống nước chống xước rất tốt. Và trên đây có cả cái cột để quý vị có thể sử dụng để chống loa. Chúng ta chơi ví dụ như là hai sắp 40 này, và chúng ta chơi với hai loa full này ở ngoài trời thì nó cũng bao phủ được cái dải siêu trầm rất tốt nha mọi người. Quang Trường nói nốt là đẹp về mẫu mã rồi chất lượng tốt rồi thì chắc chắn nó là cái sự hoàn mỹ của một sản phẩm nha mọi người. Ví dụ như âm thanh hay là điều kiện tiên quyết, nhưng mà cái mẫu mã nó thiết kế nó không được đẹp, nó xấu quá chẳng hạn, và chúng ta lại trưng bày ở trong một cái không gian gia đình như thế này thì đôi khi nó lại không được thẩm mỹ cho lắm. Cho nên là trong âm thanh thì người ta vẫn thường hay nói đến là gì, những thiết bị nghe nhìn nghe hay nhưng mà nhìn phải đẹp, bày phải đẹp, đúng không ạ? Đây, và quý vị có thể xem chi tiết hơn về cái lối thiết kế của mẫu loa đang bán chạy nhất hiện nay của DT Dream Theater sao nha mọi người. Đây là model DT D2000 quý vị này. Với cái mẫu mới thì quý vị thấy này, D2000 thì được sở hữu một cái lối thiết kế tất cả là độc quyền của DT ở Dream Theater phát triển. Sự khác biệt với rất nhiều những hãng loa khác ở thiết kế logo quý vị này, ấn tượng của DT nha. Đó, màu đen nằm một cái tấm kim loại trắng bạc này, và toàn bộ cái e căng lưới thì thiết kế theo kiểu dạng là hình thoi quý vị này, cách điệu rất đẹp. Cái tấm e căng lưới rất chắc chắn nha mọi người. Cái ấn tượng nhất của D2000 đó chính là cái thiết kế giấu hết toàn bộ ốc thưa quý vị. Đó, nó dùng cái sự đàn hồi của tấm thép nha mọi người để nó giữ cái tấm e căng này. Với những cái mẫu loa rẻ tiền thưa quý vị, cái chất lượng thép giá rẻ chẳng hạn là khi nó co lại một cái thì nó sẽ bị gập luôn. Nhưng mà với cái tấm thép xịn chẳng hạn thì nó cái độ đàn hồi nó rất là lớn nha mọi người. Cho nên là khi DT Dream thì sao sử dụng cái vật liệu tốt thì quý vị để ý này, khi chúng ta để tay vào đây nó rất là chắc chắn và gần như cảm tưởng nó không cần dùng ốc nha mọi người. Nhưng mà nó rất là đẹp này, giấu toàn bộ ốc đi thì khi quý vị nhìn vào chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy được một cái sự hoàn thiện của sản phẩm lên khối. Đó. Và dĩ nhiên khi quý vị và các bạn chúng ta lựa chọn được những mẫu loa tốt rồi, loa full rồi loa sắp, thì dĩ nhiên những cái thiết bị đi kèm nó rất là quan trọng nha mọi người. Giống như trong một tập thể thôi, Quang Trường cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Đồng đội chúng ta giỏi thì chúng ta giải quyết công việc rất là dễ, còn đồng đội chất lượng kém thì dĩ nhiên cái hiệu quả công việc nó sẽ không cao. Và đây, với một cái hệ thống chuyên nghiệp thì quý vị sẽ thấy Trường Thành Audio thì trước kia chú Thành sử dụng cái mẫu Vatasa quý vị này, cục đẩy công suất nha, từ nhà Vatasa Audio. Đây là model VA4600. Với lối thiết kế của Vatasa thì cũng là một trong những hãng lớn đã định hình và khẳng định được cái tên tuổi của mình trên thị trường âm thanh nha mọi người, trên bản đồ âm thanh.
lối thiết kế của 4600 rất đẹp mắt quý vị này. Đó, 4 kênh nha, mỗi kênh cho ra mức độ công suất danh định là khoảng 600W trên một kênh nha mọi người. Thoải mái để chúng ta sử dụng một cặp full với một chiếc loa sắc hơi. Và hiện tại thì Trường Thành đang sử dụng 2 kênh AB cho 2 chiếc loa DT D2000 nha mọi người. Và còn lại 2 kênh còn lại thì chúng ta đang sử dụng chế độ đánh chập kênh. Đó. Chính vì vậy cho nên cái mẫu cục đẩy 4 kênh nó rất tiện nha mọi người. Chúng ta chỉ cần gạt một cái nút sang vào rít thôi là chúng ta chuyển 2 kênh này thành một kênh tổng công suất. Và thích thì quý vị có thể chơi tách ra để chúng ta chơi full hoặc loa center nha. Cho nên là cái sự lựa chọn cục đẩy 4 kênh là lựa chọn tốt nhất, cho nên Trường Thành không cung cấp đẩy 3 kênh, nó là như vậy. Đó. Và bên đây thưa quý vị. Wow. Sắp này chất lượng tốt nên ngồi thoải mái quý vị ạ. Đây. Có được loa rồi, xịn rồi đúng không ạ? Rồi cục đẩy tốt rồi thì quý vị nhìn này, chúng ta phải có những chiếc vang số xử lý tín hiệu cao cấp nha. Vatasa V6 Pro quý vị này. Không thể bỏ qua cái mẫu vang số quốc dân này. Và bên trên là bộ mic cao cấp Vatasa T900 New cho mọi người. Đó. Ở đây, Quang Trường ngồi đây chia sẻ thêm với quý vị một chút nữa. Với những cái hệ thống này thì quý vị và các bạn chúng ta cũng cần phải lưu ý nha. Khi chúng ta có được sự phục vụ của những thiết bị tốt rồi, ví dụ như là loa tốt, loa sắp rồi, vang số rồi, ảo mic không dây, thì cái cách mà chúng ta xử lý trên cái hệ thống để chúng ta khai thác sản phẩm tùy vào cái môi trường ngâm học nha mọi người. Rồi khi đến với mỗi một gia đình chẳng hạn, mỗi một gia chủ lại có cái nhu cầu sử dụng khác nhau này, cách nghe khác nhau. Đó, rồi cái thông giọng khác nhau thì chúng ta cần phải có sự thay đổi tùy biến để cho phù hợp nha mọi người. Có những không gian thì Trường Thành Audio sử dụng rất nhiều eco, và có những chế độ thì chúng ta chỉ cần sử dụng reverb thôi, và có những chế độ chúng ta cần phải kết hợp cả hai lại. Hay trong những cái trường hợp môi trường tự nhiên mà gia đình của gia chủ, những cái bức tường quý vị này mà cái vợt tự nhiên chẳng hạn, cái phản xạ âm thanh nó lớn thì chúng ta cũng không cần phải can thiệp quá nhiều trên cái hệ thống thiết bị nha mọi người. Và tiếp theo nữa là bây giờ chúng ta ở một cái thời đại công nghệ số rồi, cho nên là rất nhiều nhà quý vị chúng ta sử dụng những chiếc TV smart nha, thông minh, thì việc mà chúng ta được trang bị một chiếc vang số cao cấp có chip giải mã lên tới 64 bit thì sẽ giúp cho cái hệ thống của quý vị và các bạn nha, quý vị không cần phải dùng bộ DAC ngoài nữa, quý vị nghe và trải nghiệm trực tiếp những bản nhạc trên YouTube quý vị này, trên hệ thống TV xuống này bằng cổng quang học nha mọi người, hoặc là cổng HDMI, thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta thu được một cái chất lượng âm thanh tốt. Với hệ thống tốt thì nó cũng chỉ chiếm được khoảng cỡ 60-70% nha mọi người. Còn cái chất lượng nguồn nhạc nó cũng rất quan trọng để quyết định lên cho quý vị và các bạn cái chất lượng âm thanh cuối cùng mà khi tai của Quang Trường hay của quý vị chúng ta nghe được toàn bộ cái hệ thống này nó biểu diễn. Đó. Và rất nhiều những clip đúng không ạ? Nhiều quý vị sẽ rất nôn nóng. Bây giờ sẽ đến cái tiết mục nha. Chúng ta test thử tiếng music và con trở sẽ alo hoặc là hát thử một đoạn karaoke để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng cảm nhận phần nào. Quý vị nhớ đeo tai phone chất lượng nha, để chúng ta cảm nhận. Còn đừng bật những cái loa điện thoại hoặc loa TV thì quý vị sẽ không thể cảm nhận được đâu. Bởi vì đó là những cái thiết bị, cái chất lượng âm thanh nó cũng không được chuyên nghiệp hoặc là không được tốt lắm. Anh còn tiếng đôi con sông hồng chảy vào đất biển, không chỉ anh con đường lắm phù sa in bóng đôi mương, ai có biết thương biết rằng em đang ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà anh thương đến ngày nay cùng bạn bè trên chốn, anh lại xuống sông hồng cho thỏa lòng em mong. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua, và đặc biệt là ngày hôm nay đã cùng đồng hành với Quang Trường nha. Chúng ta cùng tìm hiểu về một bộ dàn âm thanh rất đáng để cho quý vị và các bạn đầu tư ở gia đình nhà chú Thành này, thuộc thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Vậy thì để tìm hiểu thêm nhiều chi tiết hơn nữa về những dòng sản phẩm nha, có mặt trong combo này như là cặp loa DT-D2000 quý vị này, rồi chiếc loa sắp hơi DT-Delta 115, hay là một chiếc cổ đẩy công suất 4 kênh Vatasa VE4600, hay là một chiếc vang số quốc dân Vatasa V6 Pro kết hợp với bộ microphone cao cấp Vatasa T900 New. Thì quý vị và các bạn nhớ truy cập vào hệ thống website chuyên nghiệp của Trường Thành Audio nha. Trên hệ thống website một gian hàng thương mại điện tử đúng nghĩa của Trường Thành Audio, quý vị sẽ xem được nhiều hơn chương trình khuyến mãi quý vị này, giá bán và thông số kỹ thuật hay là chính sách hậu mãi của Trường Thành Audio chi tiết hơn rất là nhiều nha mọi người. Và quý vị cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Trường Thành Audio và Quang Trường xin một like quý vị này, rồi share kênh và đặc biệt đừng quên nha, nhấn nút subscribe để cập nhật rất nhiều những clip mới nhất này, như là chia sẻ kiến thức âm thanh, review sản phẩm hay là lắp đặt thực tế, đi giao lưu cùng với rất nhiều quý vị khán giả đam mê âm thanh giống như quý vị và các bạn nha. Vậy thì xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong một clip gần nhất. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.